Theo thông tư số 04 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 15 tháng 6 năm 2022, các cơ sở đào tạo lái xe phải ứng dụng công nghệ để quản lý việc học lý thuyết, sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe. Cùng với đó là lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên hệ thống xe tập lái. Đến thời điểm này, về cơ bản các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản hoàn tất các nội dung theo yêu cầu. Khác với những kỳ thi trước đây, ngoài hai nội dung thi là lý thuyết và thực hành, thì đây là lần đầu tiên ở các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, các học viên thi thêm một nội dung là mô phỏng lái xe ô tô trên máy vi tính. Bước đầu là khá là khó khăn với các học viên anh ạ, bởi vì là những cái phần mềm mô phỏng này nó là phần mềm khá là mới với học viên. Nó có cái vấn đề mà để học viên tiếp cận vào cái phần mềm mô phỏng này nó hơi khó khăn một chút. Bên cạnh đó, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên hệ thống xe tập lái sẽ giúp cho việc sát hạch theo dõi được toàn bộ quá trình huấn luyện lái xe của người dạy, tránh tình trạng học nhảy cấp. Cái người học ấy mà chạy đủ một số km này thì chắc là lái thì tuyệt vời luôn. Thì mỗi một học viên chạy với hạng B1 là 710 km và ở trên sân là 200 km nữa. Cái thực hành này bao giờ anh chạy đủ một số km này thì anh mới được thi. Để chuẩn bị tốt cho việc sát hạch phần thi mô phỏng tình huống giao thông mới, các trung tâm đã tăng cường thêm máy móc thiết bị, đồng thời thực hiện cài đặt phần mềm để phục vụ người học. Để đảm bảo các cái điều kiện này, thì hiện tại trung tâm đã đầu tư một phòng máy tính, khoảng 25 máy chạm và hai máy chủ, nâng cấp thêm một phòng máy tính nữa để phục vụ cho việc đào tạo và sát hạch lái xe phần lý thuyết và phần mềm mô phỏng. Trong cái chương trình của đào tạo của theo thông tư 04 thì đã chú trọng đến việc mà vận hành ngoài thực tế đối với lái xe. Cụ thể đây là đã giảm cái số lượng thời gian mà lái xe trên sân tập và tăng cái thời gian vận hành lái xe trên đường trường. Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, việc đào tạo và sát hạch sẽ thực sự chặt chẽ để người được cấp giấy phép lái xe hiểu biết cặn kẽ về pháp luật giao thông và những kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện, qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.